Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Chuyên mục hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong dạy và học. Trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng, đơn vị đi đầu về đổi mới giáo dục tại huyện Bạch Thông. Sau một học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 6. Trước hết là phần tin. Thưa quý vị, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng giáo dục cũng như ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay. Bảo đảm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, đến nay 100% trường học trong tỉnh đã kết nối mạng cáp quang. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, tập trung trang bị những thiết bị cần thiết, giúp cho công tác quản lý tốt hơn. Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.000 máy tính phục vụ quản lý, công tác hành chính nhà trường, có khoảng 2.500 máy tính phục vụ công tác chuyên môn của giáo viên và khoảng 10.000 máy tính phục vụ học tập của học sinh. Ngoài ra, ngành cũng trang bị một lượng đáng kể thiết bị trình chiếu trong các trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học có nhiều chuyển biến. Đa số giáo viên các trường đã quen với việc sử dụng các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, thiết kế bài giảng phù hợp hơn với nội dung tiết học, bài dạy. Trong năm học 2020-2021, có trên 80% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trên lớp học và có thể soạn bài giảng e-learning. Để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, một số trường đã thực hiện giải pháp điều động giáo viên dạy liên trường. Hiện nay, toàn tỉnh đã thực hiện bố trí hơn 50 giáo viên dạy liên trường. Đa phần các giáo viên đang được phân công dạy liên trường chủ yếu là giáo viên các môn như âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tiếng Anh. Mặc dù dạy liên trường được xem là cách làm khá hiệu quả để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, nhưng giải pháp này vẫn còn không ít khó khăn do không có nguồn kinh phí hỗ trợ thêm cho giáo viên dạy liên trường. Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động giảng dạy, các trường buộc phải phân công giáo viên dạy tăng tiết, trái môn. Tuy nhiên, giải pháp cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Bằng nhiều giải pháp và sự phối hợp đồng bộ, những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Toàn tỉnh hiện có 5 trên 8 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, 3 trên 8 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Đến hết năm 2021, 8 trên 8 huyện thành phố trong tỉnh đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Có 3 trên 8 huyện thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. 5 trên 8 huyện thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Không có đơn vị đạt mức độ 3. Tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. Là ngôi trường đào tạo mũi nhọn của tỉnh, những năm qua, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Kạn luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, đặc biệt là phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. Trong năm học 2021-2022, với quyết tâm cao nhất, nhà trường tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Năm học 2021-2022, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Kạn có hơn 60 cán bộ giáo viên, nhân viên với 18 lớp và hơn 500 học sinh. Thực hiện chủ đề năm học đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nhà trường xây dựng kế hoạch năm học sát với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị. Với mục tiêu đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường tập trung thực hiện linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, chú trọng giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức phù hợp với khả năng học tập của học sinh. Các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học phù hợp. Đối với học sinh thì tôi thường xuyên lấy học sinh làm trung tâm để học sinh nghiên cứu tài liệu ở nhà, rồi là nghiên cứu các cái tài liệu có trên các trang web, và tôi thường xuyên hướng dẫn học sinh để tìm các tài liệu, và các tài liệu đấy phải có uy tín và của các tác giả đã có tên tuổi và các nhà xuất bản có tiếng. Năm học 2021-2022, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Kạn đề ra một số mục tiêu như tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100% và có học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia. Nhà trường đang tập trung bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng hợp tác trong quá trình dạy học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức và thực tiễn, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học và các phương tiện hiện đại vào quá trình dạy và học, tạo môi trường giáo dục khoa học hiện đại, tăng cường hơn nữa hoạt động dạy học thí nghiệm, thực hành của học sinh. Đặc biệt chú trọng xây dựng các đội tuyển học sinh giỏi. Theo đó, việc phát hiện và tuyển chọn được học sinh giỏi là khâu quan trọng, quyết định phần lớn chất lượng học sinh giỏi. Vì vậy, những năm qua, nhà trường có kế hoạch từ khi học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Việc lựa chọn học sinh và đội tuyển được nhà trường giao cho các thầy cô, học sinh trải qua những đợt kiểm tra chuyên. Sau đó, nhà trường tổ chức chọn ra nhóm đội tuyển để tập trung bồi dưỡng.
Cùng với đó, nhà trường cũng tạo điều kiện cho các em được tham gia cọ sát ở các cuộc thi trong và ngoài tỉnh, khu vực để các em có kinh nghiệm và nâng cao kiến thức. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thầy và trò tổ chức các cái khóa ôn luyện cũng như là tham gia vào việc ôn luyện đối với một số các cái trường chuyên trong địa bàn khu vực miền núi phía Bắc để cùng tham gia trao đổi, rồi cũng là tham gia một số các cái hoạt động giao lưu giữa các cái trường chuyên khối khu vực miền núi phía Bắc để cho các em được rèn luyện, nâng cao kiến thức và kỹ năng. Với những giải pháp đồng bộ, tin rằng chất lượng giáo dục của trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Cạn tiếp tục được nâng cao, cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ gặt hái được nhiều thành tích trong năm học và những năm tiếp theo. Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt do ngành giáo dục phát động, những năm qua trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới phương pháp giáo dục nhờ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả mà chất lượng dạy và học của nhà trường đã được nâng lên đáng kể. Sôi nổi, hào hứng và cuốn hút được nhiều em học sinh tham gia. Đó là những hình ảnh diễn ra tại một giờ học tiếng Anh của cô và trò trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng. Mặc dù đây không phải là môn học dễ nhớ, song với phương pháp giảng dạy riêng, cô giáo bộ môn đã giúp em học sinh có được niềm yêu thích đối với môn học này. Cô đã nghiên cứu cũng như là thảo luận trong tổ nhóm thì đã thay đổi một số cái cách dạy học truyền thống. Đó là các thầy cô đã dùng phần mềm trên các cái phần mềm rồi ứng dụng công nghệ thông tin để thu hút lôi cuốn cái tiết học của mình để cho các em học sinh hứng thú trong giờ học của mình. Và các em sẽ hoạt động sôi nổi, tự tin hơn. Và trong cái phần các cái phương pháp dạy học đó thì các thầy cô đã đưa vào cái hoạt động là các em vừa tư duy vừa hoạt động tay chân. Rồi các em có thể là hoạt động theo nhóm, giúp đỡ những cái bạn trong nhóm của mình còn yếu kém hơn mình và các bạn sẽ cùng nhau, đó là thúc đẩy nhau cùng tiến bộ. Để trở thành ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, thời gian qua, trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Theo đó, thay vì dạy học theo cách truyền thống, thầy thuyết giảng, trò ghi chép, thì các thầy cô giáo ở đây chủ yếu hướng dẫn để học sinh tự thực hành, khám phá. Bên cạnh đó, các giáo viên còn áp dụng thêm nhiều phương pháp dạy học tích cực khác nhằm mang lại hiệu quả cao. Đáng chú ý, trong những năm học qua, trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng còn tổ chức nhiều buổi dự giờ thăm lớp, tổ chức thao giảng, sinh hoạt chuyên môn thi giáo viên dạy giỏi, qua đó đã giúp cho các thầy cô giáo có thêm nhiều kinh nghiệm hay trong giảng dạy. Đồng thời, nhà trường còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và khai thác tài liệu phục vụ cho giảng dạy. Nhờ đó, thời gian, chi phí phục vụ các hoạt động chuyên môn tại đơn vị được giảm tải, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Đến nay, trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng có gần 60% học sinh đạt học lực khá giỏi. Nhiều em đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Nhiều năm liền, đơn vị đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu khối trung học cơ sở trong huyện Bạch Thông về chất lượng giáo dục. Trong mấy năm gần đây thì cái chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường cũng đã được nâng lên rất nhiều. Và trường cũng là một trong những cái trường mà dẫn đầu về cái chất lượng thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Về học sinh thì về cái học sinh giỏi và học sinh khá thì nhà trường đều đạt và vượt so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Tin tưởng rằng với những giải pháp đề ra cùng sự quyết tâm cao trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo, trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng sẽ tiếp tục gặt hái được những trái ngọt trong sự nghiệp trồng người, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục huyện Bạch Thông nói riêng và toàn tỉnh Bắc Cạn nói chung. Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6. Sau một học kỳ triển khai, giáo viên và học sinh trong tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp. Những khó khăn trong quá trình triển khai đã được các nhà trường khắc phục kịp thời, tạo chuyển biến tích cực trong dạy và học. Ghi nhận tại buổi sinh hoạt chuyên môn bằng các tiết dạy minh họa một số môn học trong chương trình giáo dục phổ thông lớp 6 do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Cạn tổ chức. Buổi sinh hoạt chuyên môn như thế này nhằm phân tích hoạt động học của học sinh, những vấn đề khó khăn trong tổ chức thiết kế giờ dạy theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh đối với lớp 6, cũng như rút kinh nghiệm sau một học kỳ triển khai chương trình. Theo đánh giá, sau một học kỳ, các giáo viên đã có sự đầu tư nghiên cứu chương trình, linh hoạt xây dựng kế hoạch giảng dạy và lựa chọn những kiến thức, và học sinh đã cơ bản bắt kịp được với chương trình mới, cách giảng dạy mới. Vâng, qua một kỳ dạy học thì tôi cảm nhận được là chương trình giáo dục phổ thông 2018 có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Và sự thay đổi đó thì đã kéo theo đó là
cái việc chủ động của học sinh chủ động hơn rất là nhiều trong học tập. Và giáo viên thì là người tổ chức các hoạt động, đưa ra tổ chức các hoạt động cho học sinh, và học sinh rất là hào hứng. Từ kinh nghiệm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 năm học trước, với chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6, các nhà trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của giáo viên và học sinh. Các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, theo đó cũng được đa dạng hóa. Việc dạy học không còn theo hướng truyền thụ kiến thức một chiều, không còn tình trạng học sinh ghi chép và trả lời theo khuôn mẫu. Để bài giảng đạt hiệu quả, nhiều giáo viên đã thực hiện phương pháp gợi mở, sử dụng nhiều câu hỏi vấn đáp, tổ chức các hoạt động cho học sinh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để sử dụng nguồn tài liệu phong phú qua các hình ảnh, video minh họa thêm cho bài học. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các nhà trường đã xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động giáo dục linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị, kịp thời điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của ngành giáo dục. Kết quả sơ bộ thì thứ nhất là đối với giáo viên thì sẽ nâng cao được năng lực về phương pháp dạy học, về kiểm tra đánh giá. Thế còn đối với học sinh thì chương trình giáo dục phổ thông áp dụng năm nay là đầu tiên với lớp 6 thì học sinh cũng có thể là có bước đầu có bỡ ngỡ về cách tiếp cận rồi là về phương pháp dạy học. Tuy nhiên thì sau một học kỳ thì học sinh đã bắt kịp và đã thực hiện đúng theo cái mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sau một học kỳ, việc triển khai sách giáo khoa lớp 6 được đánh giá có nhiều thay đổi cả về phương pháp và cách kiểm tra đánh giá và phân loại học sinh. Chương trình nhận được sự đồng thuận của giáo viên cũng như phụ huynh học sinh, tạo tâm lý thoải mái, tự tin cho học sinh trong môi trường học tập mới. Xây dựng mô hình trường học xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện là một trong những mục tiêu được các trường học trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, phong trào đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đem lại nhiều lợi ích trong việc xây dựng cảnh quan sư phạm tại các trường học. Đạt trường chuẩn quốc gia từ năm 2015, trường mầm non Bình Văn, huyện Chợ Mới đã có cơ sở vật chất khang trang, được trang bị nhiều trò chơi phục vụ nhu cầu học tập và vui chơi của học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức lao động, thiết kế và xây dựng cảnh quan phù hợp với điều kiện cũng như diện tích bố trí của trường học. Nhà trường chú ý xây dựng cảnh quan với nhiều bồn hoa, cây cảnh, cây xanh, tạo môi trường thân thiện, an toàn cho trẻ trong mọi hoạt động. Ở trong lớp học, trang trí theo chủ điểm với các góc riêng có nhiều hoa văn sặc sỡ. Và để thực hiện mà có một cái khuôn viên xanh sạch đẹp như thế này thì chúng tôi không chỉ có tập thể cán bộ giáo viên có thể thực hiện được, mà chúng tôi có sự phối hợp giữa nhà trường, công đoàn và đặc biệt là hội cha mẹ học sinh. Các bậc phụ huynh thì tham gia trong cái việc mà ủng hộ ngày công lao động cũng như là chăm sóc vườn hoa cây cảnh của nhà trường. Chúng tôi thì đưa ra những cái kế hoạch cụ thể rõ ràng để nó có lộ trình ngắn, dài để có thể xây dựng và đảm bảo giữ vững cái trường xanh sạch đẹp. Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Cạn xây dựng 5 tiêu chuẩn với các chỉ tiêu và thang điểm cụ thể theo từng cấp học để đánh giá mức độ đạt tại các trường học. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, đầu tư cơ sở vật chất để đạt 5 tiêu chuẩn trong chương trình, đồng thời đôn đốc, giám sát và kiểm tra các đơn vị trong việc phấn đấu và duy trì thực hiện chương trình. Các phòng giáo dục và đào tạo mỗi năm sẽ lựa chọn một đơn vị điển hình để biểu dương, nêu gương cho các đơn vị trường học trên địa bàn phấn đấu thực hiện chương trình trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn. Các trường học đã xây dựng kế hoạch, quán triệt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Phong trào này thực hiện tốt là một trong những điều kiện để các trường học phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Trong năm học 2021-2022 thì để thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện thì đơn vị trường mầm non Côn Bình đã tổ chức rất là nhiều hoạt động trong năm học, và ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã tổ chức phát động cái phong trào này trong toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong đơn vị, và bên cạnh đó thì cũng tổ chức rất là nhiều buổi lao động phát động phong trào thi đua và cải tạo các cảnh quan môi trường cũng như là khu vui chơi cho các bé, và bên cạnh đó thì cũng có sự đóng góp rất lớn của các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường như là đóng góp ngày công lao động này cũng như là các cây hoa cây cảnh để tạo cái khu vui chơi cũng như là vườn rau vườn hoa cây cảnh cho các cháu. Theo ngành giáo dục Bắc Cạn, những năm qua, cơ bản các trường học trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Điều này đã góp phần nâng cao sĩ số học sinh tới trường nói riêng và chất lượng giáo dục tại các nhà trường nói chung. Từ phong trào này, cảnh quan môi trường sư phạm đã có nhiều thay đổi, tạo hứng thú cho học sinh mỗi khi đến lớp.